Thôi không, đợi hộp số 1,5 tấn. Anh này mua không? Đợi lên để lên ông làm biết thì trở về rồi. Để lên ngồi đổ lên mất công sách này nữa. Bỏ thùng lên, 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 bỏ thùng mở ra coi trong đó cái gì vậy? Cái cọc xích rồi ha, đúng rồi. Này là cái van của nó nè. Dặn qua phải là phá nè, dặn qua trái nè. Mày mua mấy lần rồi? Mua mấy lần con này có thứ hai đó. Một con này con thứ hai chắc một con xài chắc mấy chục năm rồi mới quay lại. Không có, con kia là xài chục khác, con này xài chục khác. Con này bùng bùng lấy ra nổi thành nổi cái xấu luôn ha. Trái nó còn bự hơn nổi cái xấu luôn. Yeah.